Vì nghề lưới kéo hay còn gọi là giã cào là hình thức đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản. Thời gian qua thì nghề lưới kéo của ngư dân vùng ven biển cả nước ngày càng tăng, khiến cho nguồn lợi hải sản suy giảm nghiêm trọng. Theo chủ trương chấm dứt nghề lưới kéo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 10 năm 2018, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đề án chuyển đổi nghề lưới kéo sang nghề vây đuôi và các nghề khác. Đề án đặt mục tiêu đến tháng 6 năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành việc chuyển đổi nghề lưới kéo và chấm dứt loại hình khai thác giã cào trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm này thì do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan mà việc giảm tàu lưới kéo còn rất hạn chế. Vậy thì ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đang triển khai những giải pháp gì để loại bỏ nghề lưới kéo? Và liệu Bà Rịa Vũng Tàu có hoàn thành mục tiêu đến tháng 6 năm 2020 chấm dứt khai thác hải sản bằng lưới kéo hay không? Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng số tàu cá hành nghề lưới kéo toàn tỉnh hiện lên đến hơn 1.650 chiếc, chiếm 28% tổng số tàu cá địa phương. Trong đó, tàu lưới kéo công suất trên 90 mã lực chiếm 97%. Hàng năm, sản lượng khai thác của nghề lưới kéo tại Bà Rịa Vũng Tàu chiếm tỷ trọng rất lớn, 327.000 tấn, bằng 75% tổng sản lượng khai thác hải sản toàn tỉnh. Tuy nhiên, chỉ có gần 50% trong số này có giá trị kinh tế. Trong phạm vi cả nước, cường lực khai thác của nghề lưới kéo ở vùng biển xa bờ Đông Nam Bộ đã vượt ngưỡng cho phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc nền đáy, tán phá các bãi đẻ cá, làm mất cân bằng hệ sinh thái biển. Và nghề lưới kéo đang làm suy giảm đáng kể nguồn lợi hải sản. Nhiều tàu cá lưới kéo vì lợi ích kinh tế còn cố tình xâm phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép, bị lực lượng các nước bắt giữ. Do vậy, cắt giảm số lượng tàu cá làm nghề lưới kéo là chiến lược quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Trước tình trạng nghề lưới kéo phát triển tràn lan và cũng là để khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Từ tháng 10 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành nghị quyết số 12 về thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, cùng nhiều văn bản quy định về việc tạm dừng đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo. Nghị quyết số 12 xác định mục tiêu, đến tháng 6 năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành việc chuyển đổi nghề tàu xa bờ hoạt động nghề lưới kéo sang các nghề khác, chấm dứt loại hình khai thác nghề lưới kéo tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì làm sao có những cơ chế chính sách, có những cái mô hình thích hợp để chuyển đổi cho bằng được cái tàu lưới kéo của tỉnh, và cái việc mà cảnh báo thẻ vàng là một trong những cái động tác mà chúng ta thấy rằng là cần phải có vào cuộc hết sức quyết liệt, một trong những cái chương trình chuyển đổi nghề rồi là giảm chấm dứt cái việc mà xâm phạm vi phạm ở vùng biển của các nước. Theo tính toán của ngư dân, từ chiếc tàu đang hành nghề lưới kéo chuyển sang hành nghề khác phải thay đổi toàn bộ kết cấu ngư lưới cụ với chi phí hoán đổi từ 2 đến 3 tỷ đồng một tàu. Biết là cái nghề lưới kéo lúc này là không khả thi nữa rồi, thì càng dẹp nghỉ cái nghề lưới kéo thì càng sớm càng tốt. Nhưng mà bây giờ chuyển đổi qua nghề lưới vây, nghề câu thì cái đồng vốn có những người không đủ khả năng, rất đa số là không đủ khả năng để chuyển đổi. Một khó khăn khác là khi chuyển đổi phương thức đánh bắt, cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên phải đào tạo lại kỹ thuật đánh bắt. Những năm vừa qua, do ngư trường cạn kiệt, thời tiết biển liên tục bất thường, giá xăng dầu, chi phí đi biển lại tăng cao, khiến thu nhập của ngư dân bấp bênh. Nhiều ngư dân không mặn mà đến việc chuyển đổi sang nghề khác. Từ nhiều khó khăn cộng dồn, mà từ năm 2015 đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới chỉ giảm được gần 200 chiếc tàu lưới kéo. Số tàu lưới kéo còn hành nghề vẫn rất cao, đến 1.600 chiếc. Để đạt mục tiêu, đến tháng 6 năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấm dứt tàu cá hành nghề lưới kéo cũng như gỡ bỏ thẻ vàng của EU. Ngành nông nghiệp đang lập đề án chuyển đổi tàu cá lưới kéo và tàu cá hoạt động ven bờ sang các ngành nghề khác. Trưởng hết là nghề lưới kéo là đang xu trướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như Tổng cục Thủy sản là từng bước là hạn chế và tiến tới cấm cái nghề lưới kéo mà bắt buộc phải chuyển đổi sang các nghề khác. Thì tôi nghĩ rằng Bà Rịa Vũng Tàu thì chuyển đổi là một trong những tỉnh làm đầu tiên thì cũng có thể làm được. Nhưng mà muốn làm như vậy thì tỉnh phải có đề án và có cái kế hoạch cụ thể thì việc chuyển đổi nó sẽ diễn ra thành công. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng tiếp tục nghiên cứu đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án hỗ trợ ngư dân lưới kéo chuyển đổi nghề để đẩy nhanh việc giảm số lượng tàu lưới kéo.
Thưa quý vị, nghề lưới kéo đang tác động mạnh đến nguồn lợi thủy sản, nên việc chuyển đổi nghề càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, với lộ trình chấm dứt tàu lưới kéo chỉ còn lại một năm, trong khi toàn tỉnh hiện vẫn còn 1.600 chiếc, rõ ràng là một thách thức lớn. Chính vì vậy, theo kiến nghị của ngư dân, việc chuyển đổi nghề lưới kéo cần phải thực hiện có lộ trình. Ngư dân cũng kiến nghị nhà nước cần xây dựng chính sách chuyển đổi cho phù hợp với từng địa bàn, nhất là chính sách về vốn. Các cơ quan chức năng và chuyên gia cần tiếp tục giới thiệu đến ngư dân những hình thức đánh bắt phù hợp với đặc điểm từng đội tàu cá trong tỉnh để ngư dân nắm rõ, làm quen được với kỹ thuật đánh bắt mới, mở các lớp đào tạo lao động nghề biển để có bước chuẩn bị hiệu quả cho việc chuyển đổi nghề.